Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Mịch là sao nữ nhỏ nhất năm, đã bị còn nhiệt lại còn phải chứng kiến chồng cũ yêu bạn thân. Dương Mịch là người chịu nhiều tai tiếng sau khi tin đồn Lưu Khả Uy có bạn gái mới lan truyền. Bộ ba Dương Mịch, Lưu Khả Uy, Lý Hộ Phong hiện đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Cách đây không lâu, netizen đã bất ngờ chỉ ra Lý Hiệu Phong, người đang thụ vai nhân vật bạn thân của Tần Thi, Dương Mịch đóng trong Điện luật tình yêu 80/20, chính là người đang hẹn hò với Lưu Khả Uy. Cụ thể, trong tháng 10 năm 2022, Lưu Khả Uy bị người qua đường chụp lại cảnh công khai tay trong tay với một cô gái. Theo truyền thông, hình ảnh của Lưu Khả Uy và bạn gái tin đồn xuất hiện tại một ngôi chùa Kỳ Sơn, Hàng Châu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nam thầy tự họ Lưu đã có tình mới sau 4 năm ly dị Dương Mịch. Ngay sau đó, nhiều người nhận ra cô gái đi cùng Lưu Khả Uy chính là nữ diễn viên Lý Hiệu Phong. Nguồn tin cho biết, Lưu Khả Uy và Lý Hiệu Phong song hành suốt bưởi, nhưng không có cử chỉ âu yếm, thân mật khi ở chốn linh thiêng. Lý Hiệu Phong đội chiếc mũ lưỡi trai cô từng sử dụng khi đi chơi với Lưu Khả Uy cách đây không lâu. Một số tin đồn cho hay, Lý Hiệu Phong và Dương Mịch, vợ cũ Lưu Khả Uy, có quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Cả hai thậm chí còn đang vào vai một cặp bạn thân trong phim mới, Định luật tình yêu 80/20. Lý Hiệu Phong từng kết hôn với một doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh. Vào năm 2013, hai người có một cậu con trai nhưng ly hôn sau vài năm chung sống. Zinet cho rằng Dương Mịch quả thật rất đáng thương khi vừa bị Lưu Khả Uy lợi dụng cọ nhiệt, vừa phải chứng kiến cảnh bạn thân và chồng cũ tay trong tay ân ái trước mặt. Được biết, Dương Mịch và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm, nhưng Lưu Khả Uy và bố Lưu Đan thường xuyên nhắc đến tên Dương Mịch để cọ nhiệt. Cũng có ý kiến cho rằng đoàn phim Định luật tình yêu 80/20 mới đang là bên bất chấp lôi kéo nhiệt độ cho phim chứ không phải là Lưu Khả Uy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.